Xin mời Phạm Nam Thơm đứng lên cho mọi người nhìn cái coi nào. Rồi. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay nha. Rồi, bây giờ con Màu xuống đi. Bây giờ anh Thơm này, ảnh là người bị ung thư bàng quang. Ung thư bàng quang nói theo khoa học, còn nói theo cái từ dốt quê mùa của cha là ung thư bọng đáy. Đúng không nè, ung thư cái bọng đáy của mình. Tức là trong cái bọng đáy của anh Thơm này có một cái khối u. Và cái khối u này nó nằm tuốt ở bên trong. Mà nếu mà ta không có cách chữa trị thì cái khối u này nó sẽ ăn ruồng. Nói theo khoa học là di căn, mà nói theo cái từ nhà quê của cha là nó ăn ruồng, đúng không? Nó ăn ruồng tới nó ăn ruồng lên ngực, lên phổi, lên tim, lên vú, lên não rồi, chết chặt. Mà anh Thơm này cũng đã có ăn ruồng rồi nha. Vậy thì ngày anh Thơm đến đây là ngày anh Thơm là ung thư bọng đáy. Cha nói từ này cho dễ hiểu hay chung ha. Ung thư bọng đáy ăn ruồng ha. Chứ cha không có ung thư bàng quang gì cả ha. Vì ở xung quanh cha là tất cả những người bệnh tật không à. Họ không hiểu về khoa học nhiều đâu. Cho nên cha phải nói thực tế vậy các bạn hiểu cho cha, để các bạn nói xong này không nói gì quạch tẹt ra, đúng không à. Ung thư bọng đáy mà ăn ruồng lên đủ thứ chỗ. Vậy thì anh này đã được chữa trị như thế nào? Thì bây giờ cha là người chứng nhận và các thầy là người chữa trị. Ở trong này cha có 7 thầy chữa trị. Vậy thì bây giờ thầy nào có thể giải thích giùm cha về cái ung thư của anh Thơm? Mời thầy Thanh đi ha. Dễ dàng, thầy có cái mi không? Rồi bây giờ cha hỏi thầy Thanh nha. Thầy Thanh phải trả lời cho cha và mọi người nghe nha. Xin anh chị em cho một tràng pháo tay thầy Thanh nha. Bây giờ anh Thơm là người của tỉnh Vĩnh Long, của chủ tịch chữ thập đỏ dẫn về. Bây giờ hiện tại là anh Thơm là ung thư bàng quang, là ung thư bọng đáy ăn ruồng lên. Vậy con nói cho cha nghe coi, thầy Thanh nói cho cha nghe nè, con nói cho cha nghe. Ngày anh Thơm vô thì cha thấy được cái bản sinh thiết là ung thư bàng quang. Phải vậy nè. Vậy bây giờ con trình bày cho cha những cái chuyện mà anh Thơm này không còn ung thư nữa. Thứ nhất là con phải nói được cho cha vấn đề đái đường. Bệnh đái đường của ảnh như thế nào? Gọi là đường huyết của ảnh là sao? Xin phép trình bày với cha, với tất cả mọi người đang có mặt ở đây về tình trạng sức khỏe của bác Thơm. Hôm nay là cha đã cho bác Thơm ra viện đó. Thì nói tổng quát cái bệnh của bác Thơm, đó là ung thư bàng quang. Đây là cái đường tiểu của mình nè, giống như dương vật. Thì cái bàng quang đây là cái nơi mà chứa nước tiểu, trong đây. Thì cái khối u nó nằm ở vị trí đây. Đây là khối u trong bàng quang. Thì cái khối u này nếu mà tự nhiên để ở nhà theo cái tình trạng tiến triển của bệnh á, thì nó sẽ xâm lấn và nó sẽ làm bí tiểu. Nó sẽ ngăn chặn vào cái đường tiểu của mình. Thì khi đó cái nước tiểu này nó sẽ không xuống được tới đây. Thì cái thứ nhất là nó sẽ động lại những cái nốt dôi, hoặc là nó sẽ động lại những cái khối u ở cái khu vực này, và nó làm cái nước tiểu ở đây nó bị đóng dôi lại. Thì nước tiểu nó sẽ không xuống được. Thì khi mà bác Thơm về đây điều trị, thì khi đó nó đã có những cái biểu hiện bệnh lý xung quanh nó. Ví dụ như bác Thơm bệnh ung thư bàng quang nhưng mà có tiểu đường nữa. Thì cụ thể là cái ngày vô ghi trước và sau nha. Bây giờ thầy sẽ trình bày trước và sau, trước và sau khi điều trị. Trước, sau. Trước và sau khi điều trị. Thì cái ngày vào của bác Thơm là Luco, là đựng đường á. Bác này là bị tiểu đường số 2. Thì khi đó bác sĩ kiểm tra là thấy là cái glucose bằng 6.56 mmol trên lít. Đây là cái đường ngày mới vô. Cha không cần biết 6.8.10, cha chỉ hỏi nó là tiếp mấy vì cha dốt. Dạ tiếp 2. Rồi tiếp 2. Tiểu đường tiếp 2 mà ở đâu kiểm tra? Dạ ở bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Có cái giấy đó không? Dạ có. Rồi, giấy đó ở đâu? Trong hồ sơ. Rồi, một chuyện nha. Đó, coi như ngày anh Thơm vô là anh Thơm là tiểu đường tiếp 2. Đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ ngày ra là tiểu đường tiếp mấy? Nói đơn giản thôi. Không tiểu đường.
ngày ra là cái lượng đường là 5.1, 5.1 á. Cái khoảng hành chiếu là từ 3.9 đến 5.9 là bình thường. Thì bác Thơm đã được 5.1, nằm trong cái khoảng đó. Giờ cha hỏi kỹ, ngày vô là tiếp 2, ngày ra là tiếp mấy? Dạ, ngày ra không tiểu đường. Ồ, quên nó sẽ hỏi lộn. Ngày ra tiếp mấy? Ngày ra tiếp 3 chứ chết luôn. Vậy là tiểu đường ngày vô là tiếp 2, ngày ra không còn tiểu đường. Vậy là không có tiếp. Thấy nè, vô phòng tiểu. Hôm nay là vô phòng tiểu, ngày vô là tiểu ngoài đường, hôm nay ngày về là vô phòng tiểu. Là không tiểu đường. Bây giờ mặt tiểu đường là ung thư bàng quang nó có cái tiểu đường. Bây giờ ung thư bàng quang về ổ bụng như thế nào? Giờ hồi nãy nói là có giấy tờ rồi đó nha, giấy tờ minh chứng rồi đó. Về cái CT ổ bụng thì trong cái ổ bụng thì có phì đại tiền liệt tuyến. Có nghĩa là cái dương vật nó ở bên trong cái tiền liệt tuyến nó sưng to lên. Ở bệnh viện Medic Hòa Hảo do bác sĩ Võ Nguyễn Thành Nhân đã chẩn đoán vào ngày bệnh viện vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Tức là nói một cách ngắn gọn là có những người không hiểu cái chữ tiền liệt tuyến là cái gì, đúng không nè? Có những người không hiểu tiền liệt tuyến là gì thì cha giải thích một cách rõ ràng, đó là con cu nó bị sưng. Đúng vậy không? Có những người đâu có hiểu. Đâu có hiểu tiền liệt tuyến là gì thì giờ cu bị sưng. Đúng không? Hai thì nói vậy, nó vậy thì sưng to ra. Bây giờ cu sưng là tiền liệt tuyến sưng, gan nhiễm mỡ, viêm gan mãn tính. Đúng không? Rồi thận teo nhỏ, ứ nước độ 1. Bác sĩ Medic Hòa Hảo, bác sĩ Võ Nguyễn Thành Nhân đã ký quyết định cho anh Thơm này bệnh đó đó vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 là tiền liệt tuyến to, rồi thận teo nhỏ, rồi gan nhiễm mỡ, rồi viêm gan mãn tính. Đó là ngày 10 tháng 7 năm 2019. Bây giờ cha chỉ biết ngày ra đó là ai ký và những cái đó còn hay không? Ngày ra là khi mà bác sĩ Nguyễn Hữu Quốc đã ký vào ngày 6 tháng 10 là sau khi đã điều trị cho bác Thơm xong. Thì cái tiền liệt tuyến lúc này được chẩn đoán là tiền liệt tuyến không to. Là bình thường. Là bình thường. Rồi một chuyện, tức là hết sưng. Dạ hết sưng. Vậy khỏe rồi. Rồi cái đó quan trọng lắm à. Phải không? Quan trọng cái đó quan trọng lắm, con mà giải quyết không sưng rồi. Bình thường hơn nè, có giấy xác nhận không? Có giấy xác nhận. Rồi. Gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ và viêm gan mạn. Cái còn ngày, không? Ngày vô là viêm gan mạn với gan nhiễm mỡ. Ngày ra thì cái lượng gan nhiễm mỡ thì nó còn nhưng mà nó đã giảm. Còn cái viêm gan mạn là hoàn toàn hết. Rồi, hết vậy là gan. Thành coi như thành công 100% gì? Viêm gan và cu to. Thận. Ngày vô là thận teo nhỏ, bây giờ ngày ra. Cái ngày vô á, cái quả thận á, teo nhỏ hơn phân nửa. Và ứ nước độ 1. Và ngày ra thì cái thận nó bắt đầu nó phát triển, nó to lên. To lên thêm một chút xíu nữa. Và nó không còn ứ nước nữa. Rồi, có giấy tờ đằng bạn minh chứng hết. Rồi ha. Tức là cái quả thận ngày vô là nó teo lại giống như một trái nhãn vậy đó. Nó tươi là nó no. Còn khi mà nó khô nó teo lại. Bây giờ ngày vô là nó teo lại, bây giờ ngày ra bắt đầu nó phì đại ra, nó nở ra, cái quả thận nó nở ra. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay là nó nở ra để nó nuôi cái quả thận nó thôi. Chứ nó chưa có nở ra để nó nuôi được cơ thể mình. Nhưng mà lần bước cái quả thận nó sẽ phục hồi lại bình thường để nó nuôi cơ thể. Hiện tại nó đang phục hồi để nó nuôi nó trước. Rồi sau đó nó sẽ trở lại bình thường để nó nuôi mình. Chuyện này lạ lắm. Chuyện này cha thấy là bác sĩ Tây đúng là bỏ tay thật sự đó. Còn này không bỏ tay là vì công nghệ thôi nha. Vậy thì bác sĩ Nguyễn Hữu Quốc ở Trung tâm Hòa Hảo đã xác nhận vào ngày 16 tháng 10 2019. Đúng vậy không? Có giấy tờ nghe con. Bây giờ tiếp theo về vấn đề máu, xét nghiệm máu ngày vô. Cái xét nghiệm máu ngày vô là được chẩn đoán, là bác sĩ chẩn đoán là không có thiếu máu. Tình trạng ban đầu là không thiếu máu. Và cái thứ hai là có nhiễm trùng cấp, nhiễm trùng đường tiểu cấp. Không thiếu máu mà nhiễm trùng cấp. Bác sĩ nào chứng nhận? Bác sĩ Nguyễn Xuân Trúc. Bệnh viện nào? Bệnh viện Xuyên Á. Ngày mấy? Dạ, ngày 5 tháng 7 năm 2019. Có giấy đó không? Dạ có. Ngày ra xét nghiệm máu như thế nào? Ngày ra là ngày 6 tháng 10 của bác sĩ Nguyễn Bảo Toàn, Medic Hòa Hảo chẩn đoán. Máu có thiếu không? Máu không thiếu. Có nhiễm trùng không? Hết nhiễm trùng.
có giấy tờ này, là có đối chiếu đó. Chúng ta cho anh Đạt hóa tay chỗ này đúng không? Từ cái máu nhiễm trùng mà đưa về con nhiễm trùng nhờ công nghệ cháo nano nha. Tức là ở đây cha nói gì là có đối chiếu, khi bệnh nhân này về cha trả nguyên bộ hồ sơ đó về để đối chiếu vô. Bây giờ con giải thích cho cha một chút về cái thận teo nhỏ. Cũng xin giải thích thêm về cái quả thận. Thì dễ một cái mô tả về quả thận. Đây. Thì cái kích thước của nó đó, thôi trung bình của một người bình thường á, là kích thước cái chiều dài á, là từ trên này xuống dưới này nè, là 100 đến 120 mm. Đây là quả thận bình thường nha. Cái chiều dài từ trên này xuống dưới này là 100 đến 120 mm. Và chiều ngang thì nó sẽ có từ 50 cho đến 60 mm. Và chiều ngang này nè, từ bên đây nè, tính qua bên đây nè, hai quả thận đều như nhau, từ bên đây qua đây là 50 đến 60. Và cái độ dày của quả thận là nó sẽ từ 30 cm đến 40 mm. 100 là 120 là độ dài, 50 đến 60 là độ rộng của nó, và độ dày của nó là 30 đến 40. Thì cái ngày đầu tiên bác thơm vô đây thì cái quả thận của nó chỉ dài có 66 mm thôi. Tức là nó teo lại. Thay vì 100 mà nó còn 66. Rồi. Rồi thay vì chiều ngang nó là 50, bây giờ nó còn nhiêu? 50 thì cái ban đầu nó là chỉ có 35 thôi. Rồi. Rồi tiếp theo là chiều dày của nó 30 thì là ngày vào là nó bao nhiêu? Ở trong hồ sơ bệnh án ban đầu thì nó bác sĩ không có kiểm tra cái độ dày của nó. Dày. Cho nên chúng ta không có cái để so sánh, nhưng mà chúng ta đã có hai cái này nè. Hai cái trên đây thì chúng ta đã thấy cái quả thận này nó đã teo nhỏ. Cha hỏi nè, cha hỏi để mà người ta ngày vô nè, quả thận là 66 mà quả thận bình thường 100. Ngày vô quả thận 35 mà quả thận bình thường 50. Ngày vô thì nó bác sĩ không tính độ dày nhưng mà độ dày 30. Vậy bây giờ ngày ra, cái này quả thận bình thường, bây giờ quả thận ra mới quan trọng. Cái ngày mà quả ngày thận ra nè, ngày ra ta hỏi nè, chiều dài nó bao nhiêu? Thay vì 100 thì giờ chiều dài nó nhiêu? Chiều dài của quả thận mà kiểm tra ngày ra là 92. 92. Ngày vô là 66. Các bạn có thấy nó lên chưa? Lên chưa? Ngon lành không? Quá đã ha. Rồi. Bây giờ cái ngày ra hôm nay là 92 đúng không? Là có 100% hay sống được rồi. Đó nè. Bây giờ ngày quả thận bình thường 50, ngày ra bao nhiêu? 43. Mà ngày vô ổng là nhiêu? Này lên hay xuống? Lên nữa. Rồi cái độ dày của ngày ra không kiểm tra. Lớn nhỏ được rồi, còn bự nhỏ để từ từ ông tính. Như vậy là cái quả thận đã có giấy tờ nghe không? Đã có giấy tờ hồ sơ của bác sĩ ở bệnh viện Hòa Hảo, trung tâm Hòa Hảo. Bây giờ kết thúc cái bệnh của anh Thơm là về mặt sinh thiết. Ngày vô là anh Thơm làm cái kết quả sinh thiết là ung thư bàng quang của bác sĩ Hứa Thị Ngọc Hà ở Hòa Hảo, Sài Gòn, chứng nhận ngày 12 tháng 7 năm 2019. Hôm nay ngày ra thì cái xét nghiệm về sinh thiết như thế nào? Trong cái hồ sơ bệnh án ban đầu của bác Thơm là sinh thiết là ung thư bàng quang, thì đã làm sinh thiết một lần rồi, bác sĩ người ta không cho làm sinh thiết lại lần hai. Nhưng mà bên cạnh đó người ta vẫn có tìm cách để người ta theo dõi cái bệnh án này thông qua các cái xét nghiệm dấu ấn ung thư. Thì cái ngày vô của bác Thơm á, là bác sĩ Hứa Thị Ngọc Hà đã chẩn đoán ngày 12 tháng 7 là ung thư bàng quang, và ngày ra là ngày 6 tháng 10 do bác sĩ Nguyễn Bảo Toàn bên Đức Hòa Hảo đã chẩn đoán cái xét nghiệm máu dấu ấn ung thư. Thì các cái dấu ấn như sau đó nằm trong ngưỡng bình thường: thứ nhất là BSA, thứ hai là alpha SB, CA A19.9. Ung thư phổi. Ung thư phổi xếp ra. Tóm lại là những cái dấu ấn này là trong ngưỡng bình. Trong ngưỡng bình thường. Bình thường. Và bác sĩ nào chứng nhận? Bác sĩ Nguyễn Bảo Toàn. Ở đâu? Ở bệnh viện Medic Hòa Hảo. Ngày mấy? Ngày 6 tháng 10. Có giấy ra viện không? Có. Rồi. Bây giờ coi như là các bạn cho rằng hóa tay nha. Bây giờ mà nãy giờ cha và các thầy đã điều tra cái bệnh án của anh Thơm, ngày vô ung thư, ngày ra như thế nào, các bạn nghe rõ rồi đó, có giấy tờ bằng chứng đối chiếu rồi đó nha. Bây giờ hơn ai hết bệnh nhân nói mới rõ. Bây giờ còn bệnh nhân đó nè, xin bệnh nhân xác nhận coi.
Nãy giờ là cha và các thầy đã chuẩn nhận cho con cái bệnh con là như vậy đó. Bây giờ con thấy ngày con vô làm sao, giờ ngày hôm nay con làm sao? Thì kính thưa tất cả quý quan khách có trong buổi lễ xuất viện và nhập viện hôm nay, thì trước đây tôi có bị tiểu máu và đến bệnh viện Hòa Hảo khám, thì theo chẩn đoán lâm sàng của bệnh viện Hòa Hảo thì nói là tôi có khối u trong bàng quang là 35 x 25 mm. Như vậy là đến đây thì lúc đó thì các bác sĩ trong bệnh viện của Hòa Hảo tư vấn là nên nhập viện và điều trị gấp vì chứng bệnh này không được để lâu. Thì đúng là gia đình cũng lo nhiều lo lắng, nhưng mà cũng đến để gặp những cái bệnh nhân ung thư trước để rồi xin được là tư vấn để cách điều trị. Thì những người đó ta có khuyên là cũng như là cái vấn đề xạ trị và quá trị của khoa học Tây nó không có được là bảo đảm sức khỏe tốt cho người bệnh, mà có thể là chết dần theo năm tháng. Thì chính vì lẽ đó cho nên là gia đình rất lo lắng và băn khoăn. Và cũng may là nhờ gặp được một bệnh nhân đã điều trị hết cái căn bệnh này tại cái điểm Tí Thập Đỏ Yêu Thương và Cho Không của ông Nguyễn Nhân Tường. Thì từ chỗ đó tôi có đặt niềm tin vào nơi đây, và cũng may mắn là được nhờ ông Hội Chữ Thập Đỏ của xã Trung Chánh đã giúp đỡ và cùng với tôi xuống để xin cha, nhờ cha chữa trị tại địa điểm này. Thì qua cái thời gian là 90 ngày điều trị của cha và các thầy bằng công nghệ cháo nano, rồi qua sự nhiệt tình điều trị mỗi ngày bằng cái công nghệ đó, thì bằng cái tình thương yêu thương và chăm sóc bệnh nhân rất là êm thấm và ngọt ngào hơn tất cả những chỗ khác. Và đó là những cái sự động viên tinh thần cho người bệnh, cộng vào với những lá thuốc nam thảo dược bình thường. Nhưng từ chỗ đó mà đã cộng vào bằng cái tình cảm thương yêu sâu sắc đó để tạo nên một cái dinh dưỡng. Mà đến hôm nay, qua thời gian theo đúng ra là 60 ngày tôi đã hết bệnh. Nhưng mà vì để đảm bảo cho nó thật chắc, cho nên là sau một tháng sau, tức là thêm 30 ngày nữa, thì để cho nó chắc cho cái trong việc bệnh đó, thì 30 ngày nữa là tức là tổng cộng là 90 ngày. Cha và các thầy mới chỉ định cho tôi lên là trung tâm Hòa Hảo xét về chẩn đoán lâm sàng để làm cuối trước khi xuất viện. Thì ngày 6 tháng 10 2019, tôi đã đến trung tâm Hòa Hảo khám, là căn cứ theo số liệu tham chiếu của ngày mới vào và đến cái ngày 6 tháng 10 thì tất cả đã trở thành đã âm tính những căn bệnh trong người tôi. Thì đến hôm nay thì tôi đã hoàn toàn sạch bệnh. Bệnh thứ nhất là ung thư bàng quang, cái thứ hai là máu nhiễm mỡ, thứ ba là tiểu đường và men gan cao, thì tất cả đã hết bệnh. Thì qua thời gian điều trị đây thì xin đã được hết bệnh. Thì trước nhất tôi cũng xin cảm ơn cha và các thầy đã nhiệt tình cứu chữa cho tôi và tất cả những cái bệnh nhân khác đang nằm điều trị tại nơi này. Thì đã dần dần hết bệnh. Nói chung là tất cả những bệnh nhân ở đây đều có lạc quan và có niềm tin sâu sắc vào cái công nghệ cháo nano ở tại địa điểm là Yêu Thương và Cho Không của cha tôi đâu Nguyễn Nhân Tường, với cộng với đội ngũ thầy thuốc tận tình giúp đỡ. Thì một lần nữa, theo riêng bản thân tôi xin và tất cả những người ở đây điều trị ở đây, dinh danh cha cũng giống như là một vị thần y đã cứu tử độ sinh cho rất là nhiều người. Thì và như vậy là đã quý bà con cho một tràng pháo tay cho cha và đội ngũ
thầy thuốc. Và cũng qua thời gian ở đây thì cũng có tất cả những cũng có một số người nhà từ thiện hảo tâm đã làm những bữa cơm chay thật là ngon, cơm ngày ba bữa để giúp đỡ những thân nhân bệnh nhân, để tạo điều kiện cho họ có một cái cuộc sống no, rồi là để rồi chăm sóc cho bệnh nhân rất là tốt. Rồi xin cảm ơn các nhà hảo tâm, trong đó có công ty thực phẩm chay Âu Lạc của thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xin cho chàng pháo tay ạ. Hôm nay tôi là bệnh nhân đã được hết bệnh, và cũng xin nhắn nhủ tất cả những ai là đã và đang mắc bệnh ung thư ở trong nước và kể cả nước ngoài, hãy đặt niềm tin vào nơi địa điểm yêu thương và cho không của cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường. Hãy đến và điều trị sẽ được khỏi bệnh. Vậy một lần nữa xin cảm ơn cha, và mong cha đã hãy cố gắng nhiệt tình để giúp đỡ những người bệnh về sau này ạ. Dạ xin cảm ơn. Cha cảm ơn con rất là nhiều. Một lần nữa cha chúc mừng con nha, trở về hòa đồng với gia đình nha. Chút nữa cha sẽ ký cho con một miếng giấy, nhất định là trao cho con một cái bằng khen trên đời này. Trị bệnh không tốn tiền mà được trao bằng cấp. Tại bây giờ cái người mà đã ưu tư nhất nhì ở trong này đó là anh Tám. Anh Tám đó là thay mặt cha là trưởng ban điểm chữ thập đỏ ở đây, cũng là tạm gọi như là chính quyền địa phương ở đây. Để anh Tám có vài lời nhắn nhủ với anh Bình, thì dạy dỗ cha chút chút, rồi dạy dỗ các thầy ha. Rồi, xin mời anh. Tám xin chào tất cả bà con ạ. Kính thưa Linh Mục Phêrô Hồng Nhân Tường, thưa các anh em cộng sự điểm chiêu đổi yêu thương vô công, và thưa tất cả bà con bệnh nhân dự hôm nay. Thì bữa nay Tám cũng rất vui mừng để đến dự được hai cái bệnh nhân đã ra bệnh, và cộng lại là thấy cũng một số bà con đến để nhận bệnh này rất kiều vui mừng. Thật sự mà nói thì bữa nay mà hai bệnh nhân ra thì cảm thấy rất là vui mừng, nhưng cộng lại các anh em nữa thì cái sự công việc này nó rất là chu đáo. Về trước là Linh Mục Phêrô Hiến Tường là người là chủ sự là để trong công việc này, cộng lại là các thầy thuốc đã bỏ công sức, thì bên cạnh đó thì các bệnh nhân đã tuân theo cái phác đồ của thầy thuốc, thì thành ra chính vì thế bữa nay chúng ta mới được bệnh nhân từ từ hết bệnh. Thì đó là một điều vui mừng, nhưng tám nghĩ thì đó là một lấy, nhưng mà tất cả con người chúng ta thì như nãy là có Linh Mục có nói, thì tất cả chúng ta là phải tin vào cái đặt niềm tin. Niềm tin là nó quan trọng nhất, thì chúng ta mỗi con người chúng ta phải có đặt niềm tin, cũng như nãy cha Tường nói là coi như niềm tin đạo nào thì tin theo đạo đó, đó là một niềm tin rất là quý báu. Còn thuốc thì mình cứ uống thôi, chứ niềm tin mà mình không thuốc thì không thể hết. Thì bữa nay không dễ trân thì trước là đầu về bệnh nhân này trước, thì tám thấy là nãy giờ là anh Thôn cũng trao đổi những công việc gì là của anh á, thì thật sự mà nói thì anh là cũng đặt niềm tin, cái nữa là sự là tin theo là pháp độ của là các thầy thuốc, thì ngày nay anh đã lành bệnh, một điều rất là quý báu. Thì trước khi anh ra về đó thì tám cũng không gì hết, thì tám cũng có đôi lời. Chúng ta về là bây giờ là làm việc bác ái, về địa phương chúng ta là dạy con cháu chúng ta thực hiện tốt là về pháp luật nhà nước, chứ để làm là coi như là bác ái công bằng. Chúng ta là bác ái đây, chúng ta không phải mà nói về vật chất, nhưng chúng ta là bác ái là cái từ thiện này nó đa hệ lắm thưa bà con. Là bởi vì là không phải là cái người mà người ta có tiền ta là bác ái, thì đó là về vật chất thì được, nhưng chúng ta về tinh thần, động viên tinh thần, đó là một điều chúng ta vẫn làm bác ái được, thì nó là điều tốt. Về phần thứ hai nữa thì đây là hơi tám cũng có đôi lời với bệnh nhân này luôn, nói chung luôn thì cũng chúng ta cứ quyết tâm làm như thế. Thì chúng ta một lần nữa chúng ta rất cảm ơn là các anh em mà của Hội Chữ Đỏ của các xa ở địa phương đó, thì là vẫn được là cái niềm tin. Vì tám nói là chữ thập đỏ chúng ta là tình yêu thương cứu người, thì chúng ta làm việc bác ái, vì chúng ta là làm công tác là chính trị xã hội là từ thiện, thì chúng ta làm một điều rất tốt. Vì chữ thập đỏ chúng ta thì tám riêng tám làm chữ thập đỏ đây, thì chúng ta làm chữ thập đỏ đây là một cái là bác ái, chỗ nào nghèo đói, chỗ nào là khó khăn thì chúng ta nhảy vô là giúp đỡ, cái đó là nhiệm vụ vai trò của chúng ta. Thì cũng rất là thân trọng các anh để có là quyết tâm là sự là phấn đấu cái trong cái ngày nghiệp của mình, để chúc cho các bệnh nhân riêng đây thì tám cũng đứng đây cũng tám kêu gọi tất cả là các anh em ở nơi xa hãy có nhiệm vụ là cũng như là các bệnh đó cứ là quyết tâm
để là đưa các bệnh nhân là để như hội viên chúng ta trở về để đây trị, để chúng ta mau là để cứu vớt được một thời gian cứu sống lành bệnh. Thì rất có đôi lời sau cùng là chúc linh mục và chúc tất cả bà con ở đây thì lần được nhiều sức khỏe và được là cứ giữ theo pháp đồ mà để điều trị cho chúng ta mau lành bệnh, cũng như là hai anh này ra thì chúng ta đặt niềm tin từ từ chúng ta sẽ phải cũng như là hết bệnh ra y như là của hai anh này trước. Thì sao chúc sức khỏe. Cho xin nói thêm là anh Tám, cho cảm ơn anh Tám nha, đã hướng dẫn cho, đã nói vài lời an ủi các bệnh nhân. Anh Tám trước đây là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Vinh Kim, thì anh lớn tuổi rồi thì anh ra quân, rồi khi đó anh trở về đây được chính quyền địa phương bổ nhiệm anh làm trưởng ban điểm chữ thập đỏ ở đây, coi như là anh thay mặt cho thập đỏ của địa phương này cũng như là chính quyền địa phương để anh tuyên bố nãy giờ. Cha cảm ơn anh Tám nhiều lắm nha, xin chú chúc lành cho anh nhé. Quý anh em mình đúng là chữ đỏ chúng ta là không có nghỉ, chúng ta làm như nào là thấy là hết sức thôi, nhưng mà riêng Tám thì lớn tuổi, nhà thì đơn chiếc. Thật sự nói thì Tám cũng mới ra định đây, Tám quyết tâm xin nghỉ thì cấp trên không cho, nhưng mà cuối cùng xin riết mới được, bởi nhà đơn chiếc không ai hết trơn. Thành ra Tám xin, chứ thật sự là chữ thập đỏ chúng ta cứ làm cái nào hết sức thôi, chứ không phải chúng ta mà về hưu thì báo anh em mình làm chung biết là với lý do vậy đó. Nói trắng ra là tôi nhờ anh Tám quay trở lại đây chứ cũng không phải là hưu. Tại vì anh ở bên xã rồi, ở đây ai lo, đúng không nè. Bây giờ cha và anh Tám và chú Năm là những người, cha là thay mặt cho các nhà khoa học nha, cha là nhà nghiên cứu công nghệ này, cha thay mặt cho các nhà khoa học cho ký tên cho bệnh nhân. Anh Tám là thay mặt cho Hội Chữ Thập Đỏ ký tên cho bệnh nhân. Chú Năm là thay mặt cho chính quyền địa phương ký tên cho bệnh nhân. Và hồ sơ bệnh án đó là các bác sĩ bệnh viện lớn nhất ở Việt Nam là Trung tâm Hòa Hảo đã ký xét duyệt. Bây giờ cha và hai người này sẽ ký tên cho con để con trước khi con ra viện nha. Xin ai có quay phim quay cái chỗ này. Bây giờ đây là ông phó điểm chữ thập đỏ ký vô. Rồi, đây là ông trưởng điểm chữ thập đỏ ký vô. Rồi, cảm ơn anh. À thôi nè, trước khi cha ký cho con, bây giờ cuối cùng cái chữ ký cho con là quyết định cho cha là sống lại đó. Mà cha chưa ký là con chưa ai nói con sống lại đó nghe. Hai ông này ký rồi mà cha không ký đó. Đó nè. Dạ. À, giờ cha khó lắm rồi nghe. Nhưng mà trước khi cha ký cho con, cha cảm ơn con. Con đã đến đây, con sống với cha 67 ngày. Dạ. Ít nhiều gì con cũng đã dạy cha rất nhiều về mặt đạo đức, về mặt thiên liêng. Tuy rằng con không dạy cha, nhưng mà đời sống của con dạy cha. Đâu nhất thiết con phải mở miệng ra là con dạy cha, đúng không nè. Con đi lượm một miếng rác, một miếng cây, một nấu một nồi cháo, đó là con đã dạy cha. Điều đầu tiên cha cảm ơn con là con đã sống một cái gương mẫu 67 ngày ở đây. Thì đây là cái tấm gương lớn nhất mà cha thấy cha phải học hỏi nhiều. Và cha nhìn vào tấm gương đó để cha nhắc nhở những bệnh nhân ở đây tiếp theo như con, để mà tháng năm con đi trước thì những người đó là tháng 10 sẽ sao ạ? Rồi, chắc chắn là như vậy ha. Dạ. Vì con nói vậy thì cha cũng khuyên con thêm. Dạ. Con khi con về nhà, con tiếp tục con sống đời sống thánh thiện hơn ở đây nữa. Nha. Khiêm nhường hơn nữa. Thánh thiện hơn nữa. Và bác ái mãnh liệt hơn nữa. Dạ. Vì mạng sống của con đã được cứu sống từ đây. Dạ. Đồng ý cha không? Dạ, đồng ý. À, cho anh Tàng có tay nha. Thì cha sẽ ký, bây giờ cha sẽ ký liền cho con nha. Dạ. Cha ký xong rồi cha trao hồ sơ cho con. À, cha đóng cái mộc vô đây luôn nha. Rồi. Dạ, con xin cảm ơn cha. Đây là cái giấy quyết định là coi như anh này không còn chết nữa. Chết vì bệnh gì cha không biết. Chết vì bệnh gì cha không biết nha, mà bệnh ung thư bàng quang không chết nữa. Vì sinh nhà nãy cha nói khi cha ký là cha đại diện cho các nhà khoa học. Vì cha là nhà nghiên cứu. Còn ông này đại diện cho chính quyền địa phương. Ông này đại diện cho điểm chữ thập đỏ. Và hồ sơ này là đại diện cho bệnh viện. Cho nên nó ba bên tứ bề tứ phía nó là kiêng ba chân. Cho nên anh Thơm sẽ hòa nhập với cộng đồng là một người bình thường, không có bệnh tật gì cả.
Rồi bây giờ cuối cùng thì anh Tám sẽ là người trao cái bằng chứng nhận này cho anh Thông nhé. Gì hơn thì chúc anh là về vui vẻ sức khỏe để là an tâm và dưỡng bệnh để phục vụ cho gia đình và con cái, dạy con cái chúng ta thực hiện tốt là về pháp luật nhà nước và chúc sức khỏe lên đường mình an. Khi con nhận cái chứng nhận này thì chúc con xin cảm ơn cha và các thầy và cùng chính quyền các cấp ở đây đã chứng nhận cho con là hết bệnh. Một lần nữa xin cảm ơn cha. Giống như em bé học lớp 2 có chứng nhận mang về. Rồi cuối cùng đây là bộ hồ sơ của con. Ngày ra viện và ngày vô viện, bất kỳ một bác sĩ nào, một nhà khoa học nào trên thế giới nói con không hết bệnh thì con chiếu cái này ra nha. Đây là cái hồ sơ để chứng nhận rằng con không còn ung thư bọng đáy, không còn ăn ruồng nữa nha. Rồi đây con, hồ sơ này chính thức cha sẽ gửi lại cho con để làm một cái niềm tin cho con nha. Cha chữa cho con hết bệnh, cha cho con một cái niềm tin vững mạnh là giấy tờ đây, là các nhà khoa học và chính quyền và các bệnh viện lớn nhất ở Việt Nam phê duyệt trong này, đóng mọc tươi không, đóng mọc tươi không chứ không có mọc khô trong này, không có copy nha. Rồi, chúc con gì lên đường bình an và từ con đường ăn động vật nữa. Vì động vật không phải là thức ăn của mình nha. Xin Chúa ban phước lành cho con và Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cho con được hỏi cha là, và cha sẽ nói để mọi người được nghe rõ hơn về cái cách là nếu để mà cái thủ tục mà để được đến trị bệnh cha là như thế nào đối với người sinh sống tại Việt Nam và đối với người sinh sống ở nước ngoài. Dạ, yeah. Ok ha. Yeah. Rồi, để cha trả lời. Yeah. Bây giờ đối với bệnh nhân mà ở đất nước Việt Nam thì bây giờ là cha đã hợp tác với chương trình các nhà khoa học về cái công nghệ cháo nano này, thì các nhà khoa học cũng như là chính quyền địa phương ở đây và cha đã thống nhất với nhau là mỗi một bệnh nhân ung thư là phải có chính quyền địa phương dẫn về, cụ thể là chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để xác nhận đây là người dân của tôi. Và nếu như người dân này đến đây chữa bệnh mà có làm khó làm khăn gì ở nơi này thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lý do là chữa cho cả 63 tỉnh thành chứ không phải chữa cho cái áp dụng lớn này mà thôi. Thành thử ra chính quyền địa phương ở đây, nói đây là con chính quyền địa phương đang ngồi đây, ổng cũng là ký rồi, với cha và các nhà khoa học ở Hà Nội đồng hành của đất nước Việt Nam và có văn phòng Trung ương Đảng đã thống nhất như vậy, thì có văn bản đàng hoàng như vậy, thì đối với người Việt Nam ở các tỉnh thành thì phải có chính quyền địa phương, chủ tịch hội chữ thập đỏ dẫn về mang theo con dấu để làm hồ sơ để thống nhất với nhau, thì ca đó sẽ được chữa bệnh miễn phí nha. Và ca đó sẽ được nuôi và chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho họ nội trú ở đây để mà một cách công khai danh chánh ngôn thuận để họ được cứu sống. Còn nếu như mà viết giấy gửi về hay là tự đi về là không được, vì lý do bây giờ viết giấy gửi về thì dễ không, đem lại chứng cái bột liền phải không, vậy thì vĩnh viễn ở đây không chữa nổi, nó nhiều quá chữa không được. Và viết giấy thì lại cô ơi cô thập đỏ cô chứng giùm tôi ung thư, cô chứng cái cục vô rồi đi qua xuống đây ai chữa cho nổi, con chữa không có nổi nha. Không phải nói như vậy thì bây giờ mình chữa không nổi. Bây giờ nếu mà 1.000 ca ung thư mà 1.000 thập đỏ dắt về vẫn chữa được như thế. Mà 1.000 ca ung thư mà không có 1.000 thập đỏ dắt về không chữa được. Ví dụ bây giờ chúng con chạy xe trên đường Sài Gòn, 1.000 chiếc xe hai bánh chạy như kiến bò vậy, nhưng mà con hỏi lại là 1.000 người đó đều có 1.000 cái nón bảo hiểm và 1.000 cái bằng lái xe, cho nên họ chạy đâu vào đó hết. Còn nếu như trên đường Sài Gòn có 1.000 chiếc xe mà có người thì có bảo hiểm, có người không có bằng lái, thì ai muốn chạy kiểu nào chạy, có phải tai nạn chết hết không? Cuối cùng nó chạy ngổ ngang, nguy hiểm lắm. Vậy thì ở đây cũng là 1.000 ca ung thư nhưng có thập đỏ dắt về thì đâu vào đó, mà cũng 1.000 ca ung thư mà không có thập đỏ dắt về thì ở đây dẹp hết, không ai làm gì được hết, mất trật tự an ninh. Chú Lâm đồng ý không? Chú là chính quyền địa phương, chú xác nhận chuyện này đúng không? Đó là cha trả lời câu nói cho người Việt Nam nha.
bây giờ. Vậy tóm lại, đối với những người ở Việt Nam ai muốn chữa ung thư thì phải có chủ tịch chữ thập đỏ xã dẫn về mang theo con dấu để làm giấy tờ rồi được chưa? Và cái ngày nhận hồ sơ, cái ngày nhận chữa là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật một tuần cho nhận có một ngày, một vào lúc 7 giờ sáng đó là cho dành riêng một ngày, nó nhận 50 ca, 100 ca, 200 ca cũng được. Chứ bây giờ cha không thể nào mà mỗi ngày 3 giờ chiều vô ca, 4 giờ sáng vô ca, 2 giờ trưa vô ca. Trời ơi, làm riết rồi cho đi toilet không bao giờ đi nữa. Phải không nè? Vậy thì tất cả các bệnh nhân về theo thứ tự, mỗi tuần nhận một lần vào ngày chủ nhật 7 giờ sáng. Thì bệnh nhân nào cứ đến, không cần phải điện, đủ điều kiện cứ đến. Và đến ngay cái giờ 7 giờ sáng ngày chủ nhật thì tất cả đều được nhận hết. Theo thứ tự giấy tờ hồ sơ đó là hợp pháp, không cần phải xin xỏ nữa. Con lấy cắt cái này ra, con đưa lên tin nóng từ dân để người ta hiểu. Khỏi điện cho con, mà cũng khỏi điện cho cha luôn. Điện thoại của cha toàn là để máy bay tàu lặn không à. Máy bay có nghĩa là chế độ máy bay, nghe không nổi. Chơi chế độ máy bay, chế độ máy bay nãy còn tin nên là tàu lặn. Quất luôn tàu lặn là tắt nguồn, rồi khỏi kêu luôn. Mà hãy cha tắt điện thoại của cha rồi người thân cha nó chửi cha, điện được chửi. Mà cho mở lên rồi, cha ơi con bệnh quá, cha ơi con ung thư, chúa ơi tối ngày ai nghe cha nổi. Nè, vậy cha nói lên năm đây, cha nhờ tin nhắn từ dân, gửi này lên giùm cha để cộng đồng biết nha. Là mỗi ngày chủ nhật, cha sẽ nhận bao nhiêu ca cũng được. Vì con mà cha đổi lại ngày thứ 6 nè. Và tại vì con đòi cha chữa ngày thứ 2, ngày thứ 3 gì đó. Mà bây giờ cha bận quá đúng trời, cho bây giờ thứ sáu chú đúng ngày chủ nhật. Thật sự con đòi cha ngày thứ 3. Dạ đúng rồi. Chứ con đâu có đòi ngày thứ 2 đâu mà. Hai bữa sau con điện thoại con đòi thêm ngày thứ 4 nữa. Phải vậy không? Dạ đúng. Cha ráng cho con tới ngày thứ 6 chú đúng ra chủ nhật lên con. Bởi vì cha còn phải đủ thứ công chuyện, phải không nè. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay con đưa cái tin này lên giùm cha. Chủ nhật 7 giờ sáng. Thập đỏ dắt về là tự động người ta chữa bệnh, không có phải xin xỏ ai hết. Nha. Và không có tiền cũng chữa được, chỉ cần 1.500.000 đóng cho nhà trọ là xong. Tiền đó cũng không phải của cha nhận mà nhà trọ nhận. Đó họ lo tiền nhà, tiền nước, tiền giặt, tiền vũ cho chúng con bệnh thôi. Chứ con không ai ăn tiền đó luôn. Nha. Không ai ăn được tiền đó. Rồi, đó là đối với người Việt Nam. Bây giờ đối với người quốc tế hải ngoại, ngoài cái nước Việt Nam ra, gần nhất là Lào, Campuchia, Miến Điện, Myanmar hay là Malaysia, Singapore, chân chân. Hay là Mỹ, xa nhất là Mỹ. Tất cả về tới phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan xuất nhập cảnh đó, họ hỏi mình đi đâu thì mình phải nói là tôi đến số nhà 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là nhà của cha. Khi đó người đó đang tạm trú nhà cha thì cha chữa bệnh không có phải giấy tờ. Vì khi đó hải quan cho phép tạm trú nhà cha thì chính quyền sở tại ở đây phải công nhận người đó được tạm trú ở đây thì tự động người đó được chữa trị. Không có phải là thập đỏ dắt về. Mình ở nước ngoài 50 năm là thập đỏ biết mình đâu dắt.